Anh không sợ em bị Covid phải không? Bị Covid chung luôn, cách ly chung luôn. Ok. Để giúp con nè. Chúc ngủ ngon. Nó khát. Lên. 2, 1, 5, 6, 8. Vô. Bây giờ em đang sợ, em đang bệnh Covid. Chào cả nhà. Chào cả nhà đêm. Xin chào mọi người. Em Nan hiện tại hôm nay là bị bệnh đó cả nhà. Thì cũng bên anh thì bên anh sợ bị Covid, mà Di chắc nghĩ không sao đâu, không phải Covid đâu. Bên anh hơi có dấu hiệu là nóng lạnh. Nóng rồi đau họng cả nhà. Rồi bên anh mới sợ bị Covid. Thì Di cũng không biết sao nữa, mà Di nghĩ không sao đâu. Không sao cái gì, em đang ỉ mỗi lần. Ủa em bị tiêu chảy luôn hả? Ừ. Tại vì tối hôm qua em ăn mắm ruốc với ăn dưa leo đó. Bữa Di cũng bị tiêu chảy hết 7 ngày. Ở đâu? Di tiêu chảy hết 7 lần là do ăn cái món mắm ruốc của bên anh á. Ăn mắm ruốc chấm với dưa leo rồi chấm đậu rồng á. Tối hôm qua livestream cho với cả nhà á, thì bên anh cũng có ăn cái món đó. Thì sáng hôm nay bị tiêu chảy. Dạ. Tiêu chảy rồi bên anh mới sợ là ôi bị Covid. Vì mới trấn an mấy anh là chắc không phải đâu, tại vì cái món đó, tại vì bữa Di cũng bị hết lần rồi. Thì mẹ cũng cho mấy anh uống thuốc rồi. Kiểu như Di cũng sợ mấy anh thì thấy cũng hơi nóng. Ăn hơi ấm ấm rồi thôi. Nhiều. Ăn hủ tiếu nữa hả em? Ăn ok, ăn hủ tiếu. À đi ăn hủ tiếu tới cả nhà ơi, mấy anh chở đi ra ăn sáng. Hủ tiếu có bỏ đây ở đây. Con ăn cái gì nước súp nấm nấm. Sao em nói gì? Nếu em suy nghĩ em đang bệnh không biết, tại em đang làm mùa. Anh thấy em bình thường mà, có bệnh đâu, có lạnh có nóng gì đâu, bình thường nè. Em đang lửa không biết. Không có sao đâu mà, đừng lo. Thôi giờ đi ăn sáng với Di với Nan nha cả nhà. Dạ. Có gì mới hay là có gì nữa thì Di sẽ quay lại cho cả nhà xem tình hình của bé Nan. Không sao đâu mà, em bình thường, em tâm lý á. Hiểu không? Em bị tâm lý á. Không sao, em đừng lo nha. Không có suy nghĩ nhiều đi. Không có suy nghĩ nhiều. Để em chán đồ ăn, chán nước, chán cái gì đi. Bên anh á, ăn cay lắm cả nhà, bởi vì viêm họng á, dễ viêm họng lắm. Ăn cay kinh khủng. Ủa em ơi, ở đây bán hủ tiếu bò hả? Ờ đúng rồi. Ở đây bán hủ tiếu bò nha cả nhà. Ngồi đây đi. Đây là cái menu nè cả nhà. Nhìn thôi chứ có biết chữ đâu. Em kêu, em kêu món đi. Cái gì ngon ngon á em? Mì gói đúng không anh em? Mì gói bò đi. Hôm nay là chủ nhật, là bé Nan sẽ đi bán với mẹ ngoài chợ nữa. Duy ở nhà Duy làm bánh cho mẹ với bé Nan, chuẩn bị bánh. Tại vì Duy không đi theo xe được, tại vì xe không có chỗ cho Duy đi. Với lại mẹ không cho Duy đi theo nữa, tại vì sợ công an á. Công an hay đảo ở ngoài chợ đó nha. Để lỡ mà Duy mà nói tiếng Thái không rành á, là công an biết là Duy là người nước ngoài á. Mà Duy là mang visa du lịch, là Duy không được phép buôn bán. Khi mà bị phát hiện, bị bắt là sẽ bị phạt. Cho nên mẹ với Nan sợ, cho nên là bắt Duy ở nhà. Rồi Duy ở nhà thì không có gì làm, thì Duy đem bánh ra, Duy cắt cho mẹ. Duy làm cho mẹ. Rồi Duy phụ, khi mà đi bán, Duy phụ bưng đồ đạc ra để lên xe. Còn bán là cái xe nó nhỏ lắm, cái xe này nè cả nhà. Cái xe này nó nhỏ đó nha, chỉ chứa được 3 người là hết cỡ luôn á, tại vì để đồ đạc rất là nhiều. Vì cái bữa đầu tiên á là Di đi theo được là do chở đồ lên trước đó hết một đợt rồi, cho nên là Di mới đi theo được.
bây giờ mẹ đang lo cho bé Nan là bệnh đó, mẹ cũng sợ Covid nữa. Mẹ đang lo cho bé Nan. Bé Nan buồn. Thôi mà đừng buồn mà em. Không sao đâu, em không sao đâu. Em á ăn uống đàng hoàng lại. Ăn uống bị tiêu chảy rồi ráng chịu. Mẹ nói không tập gym nhiều đi. Tập gym mới khỏe chứ. Tập gym mới khỏe cho đề kháng chứ, không tập gym sao được. Đúng rồi. Nhưng mà em ăn á, em ăn mắm ruốc. Em ăn mắm ruốc với đồ sống, rau sống á. Em nhai cho kỹ vô, em đói bụng em ăn nhanh quá, đi bị tiêu chảy. Bị diarrhea. Đúng không? Diarrhea là bị tiêu chảy. Đi ẻ mỗi lần. Không có dùng cái từ đi ẻ nữa, dùng cái từ đi toilet. Cái này là cái gì? Mì bò viên à? Gì? Em ăn cái gì vậy? Em ăn, ăn nước súp. Nước súp hả? Ừ. Heo heo. Nước súp heo ha. Bé Nan thì không ăn bò nha cả nhà. Bé Nan bệnh rồi cả nhà ơi. Bé Nan ơi. Bé Nan ơi. Che mặt. Bệnh rồi. Mặt tiều tụy rồi. Bé Nan sợ, bé Nan xấu, bé Nan không đẹp. Nan ơi, cả nhà vẫn thương em mà em. Ăn nguyên chung ngon ngon. Thôi đừng buồn mà, đừng khóc mà. Bò rau. Rau luôn. Mì gói ở đây, nói chung là nước súp với lại đồ ăn ở đây cũng ngon lắm cả nhà. Này chả cá viên chứ không phải là, này là, này em cái này là bò viên hả? Bò. Bò à? Cả nhà ơi, em đang bệnh rồi cả nhà ơi. Nè cả nhà thấy gì không? Lót cái miếng mút dưới đây nè. Chị hỏi làm gì vậy em? Cái bên anh nói em sợ anh Di bệnh. Di nói, ủa em không nhớ gì hả? Nhớ gì nè? Hồi sáng anh ôm em, anh hôn em quá trời luôn á. Nếu bệnh là bệnh luôn rồi. Anh Di không sợ em ra nọ. Sợ gì em? Sợ gì? Em muốn ị gạo. Bị tiêu chảy nữa hả? Chết luôn. Em đi mấy lần rồi? Hai lần thôi gì, bình thường. Bữa anh đi 7 lần chưa thấy gì nữa. Không sao đâu em. Anh không có sợ em. Bị Covid phải không? Bị Covid chung luôn. Cách ly chung luôn. Ok. Thôi em đang sợ anh đi về. Đi gì đâu? Ở Việt Nam. Cách ly là bị về, bị trục xuất khỏi Thái Lan hả? Nếu anh gì bệnh là làm như thế nào? Anh không có bệnh được đâu mà. Em không bệnh đâu mà, yên tâm đi. Không sao đâu. Cả nhà ơi, bé Nan đâu bệnh đâu đúng không? Bé Nan khỏe mà. Tại vì hôm qua là ăn mắm ruốc. Ăn mắm ruốc chấm với dưa leo, ăn với đậu rồng á cả nhà. Mà ăn nhanh quá. Nhai miếng nhỏ không chịu nhai nhuyễn á, cái nuốt vô bụng rồi cái sáng sớm bị Tào Tháo rượt. Tại em mà. Hôm bữa Di cũng ăn cái mắm ruốc của bé Nan á mà Di đi 7 lần luôn á. Trời ơi. Đi mà mặt mày tái mét luôn. Thôi em nghỉ đi nha. Nghỉ ngay nha. Ôi tội nghiệp, sợ bị sợ lây do anh Di. Lót cái miếng mút nằm dưới đây nè. Hả? Cả nhà thấy gì không? Hôm bữa hai đứa đi siêu thị á, mua mấy cái hàng này về nè. Để livestream trên Facebook bán nước giặt xả của quần áo của bé, bán nước mắm làm xôm tầm, bán kem đánh răng Thái Lan, bán xà bông gọi, xà bông cục gọi Thái Lan, chị hôi nách, chị mụn toàn thân, bán nước tăng lực bồ cụm, bồ hút Thái Lan. Hai đứa livestream cũng tầm tiếng cả nhà, thì cũng được 4 đơn, cũng được khán giả thương, cũng mua được 4 đơn. Nếu mà gì bán hàng trên YouTube á, thì nó sẽ có kiểu như nó sẽ có cái nhiều người mua hơn là bán hàng ở trên Facebook, tại vì cái lượng khán giả mà follow Di trên Facebook đó, nó ít lắm, nó tầm có 3.000 mấy người à. Livestream cũng tầm gần cả 100 người xem á. Mà ba bán 4-5 đơn. Thì hy vọng sau video này cả nhà qua bên Facebook của Di á,
follow Di để khi mà Di livestream bán hàng ở trên Facebook á, thì quý cô chú anh chị và các bạn ở trong nước á, có thể mua ủng hộ. Cái này là Di bán ở trong nước chứ bán ngoài nước không có được, cho nên mọi người thông cảm, cả nhà thông cảm. Thì hy vọng là cả nhà nghe được thông tin của Di. Thì khi mà Di mà bé Nan có livestream bán hàng á, cả nhà nhớ qua xem ủng hộ cho Di và Nan ở trên Facebook nha. Còn mà ở YouTube á, thì Di ngày xưa Di cũng có đăng bán hàng, nhưng mà bị kiểu như cũng có nhiều người không thích, có nhiều khán giả là không thích Di bán hàng ở trên YouTube, cho nên là Di sẽ bán ở trên Facebook á. Thì nhớ cả nhà nhớ ủng hộ nha. Hôm bữa là Di có livestream trực tiếp thì cũng có rất là nhiều quý khán giả muốn xin địa chỉ của mẹ bé Nan để gửi tặng quà cho bé Nan và mẹ bé Nan. Thì Di không cho địa chỉ được, thì bây giờ Di cho cái email của Di nha. Đây là cái email của Di nè. Thì ai muốn liên hệ á, thì cứ mail cho Di, thì Di sẽ gửi địa chỉ qua cho quý cô chú anh chị nào mà muốn tặng quà cho bé Nan và Di. Thì cũng có rất là nhiều khán giả ở Việt Nam muốn donate cho bé Nan và mẹ, nhưng mà Di không có tạo cái tài khoản Momo được, tại vì cái sim của Di là cái sim Việt Nam, nhưng mà khi mà ra Thái Lan á thì nó không có sống, kiểu như nó không có liên lạc được, cho nên là khi mà tạo tài khoản Momo á thì không có nhận được cái mã kích hoạt, cho nên là Di không tạo được cái tài khoản Momo. Thì Di có để cái link donate á ở dưới chỗ phần mô tả. Thì cả nhà muốn ai muốn yêu mến bé Nan, ai muốn donate cho kênh Unisa, donate cho bé Nan và Duy và mẹ, thì cứ donate trực tiếp ở cái link donate đó. Thì có rất là nhiều khán giả khi mà bữa livestream á là có hỏi quá nhiều rồi. Thì Di cũng tải Momo về mà không có tạo được cái tài khoản Momo. Thì Di tạo ngày xưa Di đã tạo cái link donate, thì bây giờ Di để dưới phần mô tả nha cả nhà. Đây, email của Di là trên đây, còn donate là dưới đây. Mẹ bán về nè cả nhà ơi. Gia đình Di chuẩn bị ăn tối. Hello Nan, khỏe chứ em? Khỏe rồi. Không phải Covid đúng không? Không phải Covid. Mình thảo đi qua mới đi quẩn Covid hôm nay. Hôm nay không có cái gì nhiều, có curly với nước dừa, có bún. Không có người nói cái gì với mẹ Nan đi. Có mình không phút đừng tối nay thôi. Ho nước cái này nè, nước cà ri. Mẹ bị sặc nước cà ri cả nhà. Đúng rồi. Chứ không phải bị Covid đâu. Yên tâm. Hôm nay là bán không có giỏi. Buồn quá, không có người đi chơi nhiều. Tại bờ dịch đó cả nhà. Tại dịch đó không có người đi chơi á, bán không được. Đúng rồi. Không có thấy người nữa nhiều. Không có người luôn không? Không có người. Nói mẹ sao không có người nữa sao? Không có người. Mấy mịt quần. Mấy mịt quần. Cả tuần nè. Quần tục có mưa, có gió, có khô gì. Chết luôn, bây giờ làm cái gì được nhỉ? Nè, có mưa, có gió, còn có bệnh Covid nữa, cho nên là không có khách cho cả nhà. Hôm nay là có bệnh nè, 61 người. Hôm nay là Thani hả mẹ? Ừ, Thu La Thani. 61 Đúng rồi. Là 61 người bị Covid ở hôm nay, là sao có 61 người bị mắc bệnh Covid ở Surat Thani. Đúng rồi. Yeah, mẹ em đi bán thì mẹ đi bán phải cẩn thận á, là quăng á. Ăn lâu nhiều. Ừ. Nếu dịch vậy trường mở cửa làm sao? Tức là thì không nha. Live stream mỗi ngày. Như ở trường đóng cửa. Tại vì bé Nam nói là còn 1-2 tuần nữa là trường học sẽ mở cửa, là lúc đó sẽ bán lại.
Nhưng mà nếu mà dịch bệnh nó phức tạp kiểu này á là chắc sẽ đóng cửa nữa. Thì Di hỏi mẹ đóng cửa, nếu mà trường đóng cửa thì sao? Mẹ nói chắc là livestream ở trên YouTube mỗi ngày. Mẹ càng hèn á. Mẹ càng hèn, mẹ càng hèn bây giờ. Mẹ, anh ấy mấy mì khủng hả? Khủng. Khủng. Mấy mì là mẹ khủng. Mẹ sọt hả? Sọt. Cái này đắng lắm cả nhà ơi, này là khổ qua rừng nè, bé Nam ăn như là trái mít vậy á, ăn như là trái bắp vậy á. Nè. Nó đắng lắm mà bé Nam chạp xung quanh là giống như ăn ăn bắp vậy. Ăn bình thường của em Nam với mẹ. Em ăn không? Mẹ nói với em Nam hôm nay là nếu cho ngày mai đúng không? Ngày mai mẹ ngay. Mẹ muốn nói là cho viết cho mẹ nói tiếng Việt. Dạ mẹ nói tiếng Việt trước cho làm video cái tiếp. Cứ nếu không viết cho mẹ biết trước, mẹ không muốn em Na là dạy cho mẹ nếu làm có làm video rồi. À yeah, anh hiểu rồi. Hiện tại là mẹ đang muốn học tiếng Việt nha cả nhà. Dạ. Thì em viết cho mẹ đi, xin chào các bạn, cảm ơn các bạn, tạm biệt các bạn. Anh đi nè, cái bài sòn tân triển nó. Ok. Thì học bài câu đó với đi, xin chào các bạn, cảm ơn các bạn, tạm biệt các bạn. Dạ. Đúng rồi. Nói gì đó. Mẹ muốn học. Học trước đi ngủ. Vậy tối nay em ghi đi. Vậy em nên làm cho. Tối nay em hướng dẫn cho mẹ nói tiếng Việt đi. Mẹ có u anh mà. Em nói mẹ mập. Không, mẹ đâu, mẹ mấy u anh. Mẹ không mập. U anh quá anh ơi ạ. U. Hai em. Tài liệu chết rồi. Tài liệu. Ăn rồi, hết đồ ăn. Cái gì vậy? Em bị gì vậy? Sao không? Xào xào với anh yêu nè, anh yêu với xào với anh người Việt đúng không? Nhưng em muốn anh yêu, chăm sóc em là yêu yêu. Vậy là em xào với anh, em nói giúp anh để anh chăm sóc em mà. Đúng rồi. Thì thường này em không nói giúp anh cũng chăm sóc em mà. Đau. Anh massage cho em đó. Massage ngày nào cũng bắt Di massage vậy thôi, Di massage mỗi ngày luôn. Bay cả nắng khá. Bay còn nắng khá hả? Bay cả nắng khá. Hẹn gặp lại hả? Hẹn gặp lại video ngày mai. Thôi Di, Di xin phép kết thúc video này đây nha. Thì Di quay lại cái cảnh ăn uống sinh hoạt chung của mấy mẹ con Di với mẹ với mấy Nam. Có cái gì vui nữa thì Di sẽ quay lại cho cả nhà xem nha. Thì bé Nam khỏe, cả nhà bé Nam hiện tại là khỏe rồi, không có bị bệnh gì hết. Cho nên là Di cũng mừng. Cái gì? Nói cái gì mẹ rồi. Với em Nam không có hiểu. Di tạm biệt cả nhà. Tạm biệt cả nhà đi em. Tạm biệt cả nhà nè. Chúc ngủ ngon. Nam mẹ cái cân. Chúc ngủ ngon. Mẹ dễ thương mà mẹ. Nên rất mẹ, nên rất mà. Mẹ làm giống con nè. Mẹ giống con nè. Mẹ giống con nè. Chúc ngủ ngon. Nó khác. Nó khác. Hai, một, đừng, son, sáng. Vô. Chúc ngủ ngon. Xuất sắc em ơi. Xuất sắc mẹ cười nhiều rồi, em yêu. Ok, bye bye mọi người.